vị và các bạn, tôi là Hồng Quyên từ Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Người Việt Nam Châu. Chương trình hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2013, sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Người Việt tại Séc sẽ được miễn tiền điện 3 tháng do lũ. Đầu bếp gốc Việt sẽ tham dự liên hoan Berliner Hofffest tại Đức. Tình yêu quê hương của họa sĩ Đỗ Danh Thân. Thưa quý vị, sau những trận mưa như trút, nước lũ vẫn đang tiếp tục đe dọa đời sống người dân Việt Nam tại khu vực Tây Âu nói chung và Cộng hòa Séc nói riêng. Tuy nhiên, một tin vui đối với cộng đồng người Việt nơi đây là những hộ bị lũ quét mất nhà sẽ được Tập đoàn Điện lực tại Séc miễn tiền điện 3 tháng. Cụ thể, những gia đình có nhà bị nước lũ tràn vào, làm ngập diện tích ở từ nửa mét nước trở lên, sẽ được Tập đoàn Điện lực tại Séc miễn tiền điện trong vòng 3 tháng. Ưu đãi này không những chỉ liên quan đến các hộ gia đình, mà còn được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, có nhà ở hay xưởng làm việc bị ngập. Tuy nhiên, ông Daniel Bennett, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực tại Séc lưu ý, ưu đãi trên chỉ dành cho nhà ở, tức không liên quan tới gara hay tầng hầm. Hiện cộng đồng người Việt tại Séc ước đạt khoảng 62.000 người, đông thứ 3 tại khu vực châu Âu, chỉ sau Đức và Pháp. Nhận lời mời của thị trưởng thành phố Berlin Klaus Wowereit, đầu bếp gốc Việt Trần Văn Hai sẽ góp mặt trong liên hoan Berliner Hofffest lần thứ 13 với tư cách là một đầu bếp nổi tiếng của thành phố. Cùng với các đầu bếp hàng đầu đem ẩm thực tốt nhất của mình đến Berliner Hofffest như Vau, Herbert Bausler, Hans-Peter Vodas, Trần Văn Hai, tức Sushi Mr. Hai và các nhân viên nhà hàng của mình sẽ giới thiệu món sushi mới Butterfish Tartar kết hợp với nước sốt Gorgonzola được cải tiến từ món tôm gỏi cuốn. Tới dự liên hoan Berliner Hofffest còn có sự góp mặt của các công ty hàng đầu tại Berlin trong lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, ẩm thực và khách sạn nhằm quảng bá và khẳng định thương hiệu của mình. Thưa quý vị, Quang Kế Huy, tên khác là Jonathan Kế Quang, sinh vào ngày 20 tháng 8 năm 1971, là một diễn viên người Mỹ gốc Việt nổi tiếng với vai Short Round trong phần 2 của loạt phim Indiana Jones, ít được biết đến với khán giả Việt Nam hơn Dusty Nguyễn. Tuy nhiên, thì diễn viên người Mỹ gốc Việt này lại là cái tên ăn khách không kém gì các sao Hollywood. Sinh ra tại Sài Gòn nhưng theo gia đình sang Mỹ từ nhỏ, ở tuổi 12 anh bắt đầu tham gia đóng phim. Kế Huy đã tốt nghiệp trường trung học Alhambra tại Alhambra, California, sau đó tham gia học tập tại Đại học Nam California, trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh. Năm 1986, anh tham gia bộ phim truyền hình Together We Stand với vai Sam và vai Jasper Kong. Hiện anh đang bận rộn với công việc thiết kế bối cảnh và chỉ đạo võ thuật. Gần đây anh cộng tác trong các dự án phim như X-Men hay The One. Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản là một hội nòng cốt và có nhiều hoạt động nổi bật trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Phóng viên kênh VTC10 Nét Việt đã có cuộc trao đổi với Hội trưởng Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản về những hoạt động của hội. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị các bạn, tôi đang có mặt tại công viên Yamashita. Đây là một công viên nổi tiếng tại Tokyo và chúng tôi đang có hẹn với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Và bây giờ hãy cùng trò chuyện với Hội trưởng của Hội Sinh viên Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản. Xin chào Ngọc. Ngọc có thể giới thiệu một chút về hội của mình được không? Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản hay còn gọi là VISA được thành lập vào năm 2001. Tức là đến nay đã được 12 năm và trong 12 năm hoạt động của mình thì hội đã mở rộng và hoạt động ra trên khắp toàn nước Nhật với 14 chi hội và chi hội lớn nhất là VISA Kanto. Bạn có thể cho khán giả truyền hình biết rằng là năm vừa rồi thì Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam thì đã có những hoạt động gì nổi bật được không? Hàng năm mình có đại hội VISA thì thường là sẽ cố gắng là cho cái thời điểm của đại hội này sẽ trùng với đợt Tết Nguyên đán thì là cho các anh chị em có thể mừng xuân luôn. Ngoài ra thì còn có các sự kiện như là đại nhạc hội từ thiện. Thì cái này thì liên quan đến mảng về hướng về cộng đồng Việt Nam, bởi vì là toàn bộ số tiền được quyên góp trong cái đại nhạc hội từ thiện này thì thường mình thường sẽ theo cái chủ đề trong năm đấy, và bọn mình sẽ đóng góp vào để ví dụ như là để giúp đỡ cho các đồng bào ở các vùng bị nạn ở Việt Nam, ví dụ như là bị thiên tai lũ lụt hay là các trẻ em nghèo đang gặp khó khăn. Và đồng thời thì bọn mình cũng hết sức là
cố gắng để có thể tham gia được các hoạt động với các bạn thanh niên sinh viên quốc tế, với các bạn thanh niên sinh viên Nhật Bản, nhằm giới thiệu cái hình ảnh của đất nước Việt Nam và đặc biệt là cái hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam đến với các bạn thanh niên sinh viên ở Nhật Bản cũng như các bạn thanh niên sinh viên quốc tế đang theo học ở Nhật Bản. Vậy thì trong năm 2013 này và trong những năm tiếp theo thì hội Visa sẽ có những hoạt động gì nổi bật nhỉ? Năm nay thì là một cái năm đánh dấu mốc là quan hệ hữu nghị 40 năm Việt Nam và Nhật Bản. Thì chính vì vậy nên là với tư cách là Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản thì chúng mình cũng muốn đóng góp một phần gì đó cho cái, thứ nhất là cái chuỗi hoạt động chào mừng cái sự kiện này. Thì đương nhiên là Visa đã có một cái thế mạnh là có rất nhiều sự kiện trong một năm, hình như tháng nào bọn mình cũng có sự kiện. Thì cái sự kiện đó thì sẽ mở rộng ra để cho có thể không chỉ là cái cộng đồng thanh niên sinh viên có thể tham gia, mà còn các bạn bè quốc tế, có những bạn mà muốn quan tâm đến Việt Nam, hay là các đặc biệt là các đối tượng, các đơn vị quan tâm, người Nhật quan tâm đến Việt Nam có thể tham gia. Rất là cảm ơn Ngọc đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Tạm thời chia tay với xứ sở hoa anh đào và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, chúng ta cùng đến với đất nước Pháp hoa lệ, gặp gỡ họa sĩ Đỗ Danh Thân để thấy tình yêu dành cho quê hương của ông được thể hiện trong những tác phẩm nghệ thuật. Họa sĩ Đỗ Danh Thân là kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở Pháp, xa quê hơn 60 năm nhưng ông vẫn luôn khắc khoải nỗi nhớ về đất mẹ. Hình ảnh về quê hương không chỉ được ông vẽ nên trong các tác phẩm của mình mà còn thể hiện rất rõ ngay trong chính cuộc sống của ông tại Pháp. Trong phóng sự ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông để hiểu hơn về tình yêu của ông dành cho quê hương. Họa sĩ Đỗ Danh Thân sang Pháp từ những ngày còn trẻ. Đến nay ông đã có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ Pháp. Ông sinh sống và học tập tại Pháp, nhưng trong ông luôn dành tình yêu cho quê hương. Họa sĩ Đỗ Danh Thân luôn cố gắng, nỗ lực trong công việc để hoàn thành nhiều tác phẩm về quê hương. Ngay cả đến bây giờ, dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, họa sĩ Đỗ Danh Thân vẫn bằng sức lực và tâm huyết của mình giới thiệu hình ảnh của đất nước Việt Nam ra thế giới. Từ khi sang bên này á, tôi rất là say mê về nghệ thuật. Và cái thứ hai mà tôi được hạnh phúc mà được sang bên này không phải là dễ. Đó cả một cái sự hy sinh lớn lao trong gia đình tôi và cũng là cái trong đáy lòng của tôi. Dù tuổi đã cao, nhưng họa sĩ Đỗ Danh Thân vẫn ngày đêm cố gắng sáng tác những tác phẩm mang đậm hồn quê Việt. Những tác phẩm tranh vẽ của họa sĩ Đỗ Danh Thân rất đa dạng về nội dung, hình thức, cách thể hiện và màu sắc, nhưng đều toát lên ước muốn của tác giả là làm sao để có thể gìn giữ được văn hóa Việt Nam, để bạn bè Pháp và quốc tế biết đến Việt Nam nhiều hơn với những nét văn hóa đặc trưng và độc đáo của một nền văn hóa truyền thống lâu đời. Ông đã giới thiệu với bạn bè quốc tế hai bộ sưu tập tranh lớn về đề tài Hà Nội. Đây là tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Trong khi mà kích động quá thì tôi vẽ suốt ngày suốt đêm không ngủ. Lắm lúc là ngủ đứng, ở trên bàn ngủ đứng này, mặt mũi là có màu sắc. Ngay bà vợ ở tôi xuống dưới nhà, thì nhìn thấy tôi đứng ngồi ngủ. Và tại sao ngủ này có ốm đau gì không? Bà không, tôi không ốm đau gì, tôi đứng mơ màng rồi để vẽ. Sau khi nghỉ hưu, họa sĩ Đỗ Danh Thân có nhiều thời gian hơn để chăm sóc ngôi nhà thân yêu của mình. Như bao nhiêu người cao tuổi ở Việt Nam khác, họa sĩ Đỗ Danh Thân sống vui vẻ với vườn tược, cây cối trong nhà. Ông xây dựng ngôi nhà của mình theo đúng phong cách Việt Nam với cây tre, khóm trúc, với các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam. Thưa quý vị, nhà văn hóa Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương nằm trên phố Mazzetner, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, từ lâu đã là địa điểm đến của nhiều anh chị em người Việt sống ở khu vực xung quanh Berlin. Cứ vào 20 giờ các tối thứ sáu hàng tuần, mọi người lại đến đây để tham gia khiêu vũ, thư giãn và tâm tình. Đây cũng là điểm hẹn của bà con người Việt tại Berlin. Những hình ảnh đẹp của cộng đồng tại đây cũng thay cho lời kết của chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.